À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Chào mừng tất cả các con đến với môn học tiếng Việt 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau hoàn thành các câu hỏi có trong vở bài tập tiếng Việt 2, tập 2 nhé. Hôm nay của chúng ta là tuần 30, bài 21, mang tên Mai An Tiêm. Các con cùng mở vở ra và chú ý theo cô nhé. Câu hỏi số 1 nằm ở trang 50, nội dung câu hỏi như sau. Dựa vào bài đọc, viết tiếp các câu dưới đây để giới thiệu loại quả mai an tiêm đã trồng. Quả có vỏ màu, 3 chấm, ruột, 3 chấm, hạt, 3 chấm, vị, 3 chấm. Quả đó có tên là 3 chấm. Dựa vào bài đọc đúng không nào? Vậy thì bây giờ cô sẽ trích lại bài đọc để các con tìm ra câu trả lời nhé. Cô sẽ đọc lại cho con nghe này. Cây ra hoa, rồi ra quả. Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát. Vợ chồng An Tiên đem gieo hạt trồng khắp đảo. Các con chú ý này. Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát. Vậy là các con đã có câu trả lời rồi không ạ? Chúng ta cùng đối chiếu với đáp án của cô nhé. Quả đó có màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, vị ngọt và mát. Và quả đó có tên gọi là quả dưa hấu. Quả dưa hấu thì rất quen thuộc với các con rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ thử ăn vào mùa hè để giải khát này. Hoàn thành câu số 1 thì chúng ta hãy chuyển sang câu số 2 như sau. Câu số 2 là một trang 50 và nội dung câu hỏi như sau này. Gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau. Từ ngữ chỉ hoạt động là những từ ngữ thể hiện hành động mà qua đó chúng ta có thể nghe được và tiếp nhận được thông tin. Hoặc là bất kể một hành động nào đó mà chúng ta dùng bằng tay, bằng chân đúng không nào? Vậy thì cô sẽ đọc đoạn văn cho các con nghe nhé. An Tiêm khắc tên mình quả rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đã đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về. Các con đã tìm ra được câu trả lời rồi không nào? Vậy thì với cô nhé, đáp án sẽ là như sau. Từ ngữ đầu tiên đó là khắc, từ thứ hai là thả, từ thứ ba là vớt, từ thứ tư là dâng và từ thứ năm là đón. Năm từ mà cô vừa đọc là những từ ngữ chỉ hoạt động có trong đoạn văn trên. Các con hãy gạch chân bằng thước dưới năm từ ngữ này nhé. Bây giờ thì cô các con sẽ chuyển đến câu số 3 nhé. Câu số 3 là 150. Câu số 3 hỏi chúng ta những gì nhỉ? À, hãy đặt một câu về từ ngữ tìm được ở bài tập số 2. Năm từ ngữ mà chúng ta tìm được ở bài tập số 2 như sau. Từ thứ nhất, khắc. Từ thứ hai, thả. Từ thứ ba, vớt. Từ thứ tư, dâng. Và từ cuối cùng là đón. Với mỗi từ ngữ này thì chúng ta có thể đặt được một câu hoặc nhiều hơn nữa. Nghĩa là các con có thể đặt ít nhất được 5 câu qua 5 từ ngữ đã tìm được bài tập số 2. Nhưng mà bài chỉ yêu cầu chúng ta đặt một câu thôi. Như vậy là rất dễ dàng rồi đúng không nào? Các con có thể chọn ngẫu nhiên bất kể một từ nào mà các con thích nhé. Còn với cô này, cô sẽ đặt như sau. An Tiêm đã khắc gì lên quả dưa? Và từ mà cô sử dụng trong câu trên đó chính là từ khắc. Bây giờ thì các con hãy chuyển sang câu số 4 nhé. Câu
Câu số 4 như sau. Sắp xếp các tranh dưới đây theo đúng trình tự của bài đọc. Các con nhìn kỹ bốn bức tranh chưa nào? À thì bây giờ cô sẽ phân tích nhé. Bức tranh thứ nhất là thể hiện cảnh An Tiêm đang khắc lên dưa và vợ của Mai An Tiêm đang thả những quả dưa hấu xuống sông được không nào? Bức tranh thứ hai này, bức tranh này nhá, đó là cảnh vợ chồng Mai An Tiêm đang thu hoạch những quả dưa hấu nhá. Bức tranh thứ ba là bức tranh này này, đó là cảnh mà vợ chồng Mai An Tiêm đang dựng lều. Và bức tranh cuối cùng này là bức tranh mà Mai An Tiêm đã nhìn thấy những con chim ăn những hạt. Lúc đó thì Mai An Tiêm chưa biết đó là những hạt dưa. Các con còn nhớ trình tự chính xác của bài đọc không? Có bạn nhớ này, các bạn không nhớ này. Vậy thì cô sẽ cho con xem lại bài đọc nhé. Bài đọc như sau. Cô sẽ không đọc lại nữa, nhưng cô sẽ phân tích thứ tự cho con. Vậy nên các con phải chú ý vào nhé. Đầu tiên này, thì là Mai An Tiêm được vua Hùng yêu mến nhận làm con nuôi. Nhưng mà chỉ vì một hiểu lầm thì Mai An Tiêm đã phải ra đảo hoang. Và ở đảo hoang thì hai vợ chồng đã dựng nhà bằng tre lứa, lấy cây phơi khô, tết thành quần áo. Dựng nhà bằng tre lứa là hoạt động đầu tiên của hai vợ chồng nhà An Tiêm nhé. Tiếp theo này, hoạt động thứ hai này, An Tiêm thấy một đàn chim bay qua, thả xuống một loại hạt đen nhánh. Các con đã nhận ra gì chưa nào? Tiếp theo này, Mai An Tiêm đã nghĩ rằng thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được. Thế nên chàng đã đem gieo những hạt đó và từ đó đã ra một thứ quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát. Khi mà đến mùa quả chín, nhớ đến vua cha thì An Tiêm đã khắc thêm mình một quả rồi thả xuống biển. Nhờ sóng đưa vào đất liền, một người dân vớt được quả lạ đem dâng vua. Vua thấy vậy hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về. Và thứ quả đó sau này được gọi là quả dưa hấu như các con nằm ở trên. Vậy thì sau khi nghe cô phân tích và trình bày trình tự của bài đọc, các con đã sắp xếp các bức tranh được rồi đúng không nào? Ngay bây giờ thì cô sẽ cho con xem đáp án để chúng ta cùng đối chiếu nhé. Đáp án như sau này. Bức tranh đầu tiên các con sẽ đánh số 4. Bức tranh thứ hai các con sẽ đánh số 3. Bức tranh thứ ba các con sẽ đánh số 1. Và bức tranh cuối cùng các con sẽ đánh số 2. Sau khi đánh như vậy thì các con sẽ có trình tự đúng của bài đọc nhé. Chúng ta đã hoàn thành xong 4 câu hỏi rồi. Bây giờ các con phải tập trung vào câu hỏi số 5 nào. Câu hỏi số 5 hỏi chúng ta cái gì nhỉ? À, câu hỏi số 5 yêu cầu các con viết 1 đến 2 câu nêu suy nghĩ của em về nhân vật Mai An Tiêm. Sau khi đọc bài đọc Mai An Tiêm và cũng như đã hoàn thành hết 4 câu hỏi ở trên thì các con đã có những suy nghĩ gì về nhân vật Mai An Tiêm? Có bạn thì nghĩ rằng là Mai An Tiêm rất chăm chỉ này. Có bạn đã nghĩ rằng là Mai An Tiêm thông minh này. Hay là Mai An Tiêm hiếu thảo này. Vậy thì các con hãy viết suy nghĩ của mình nhé. Chúng ta sẽ viết từ 1 đến 2 câu. Mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Với cô này, cô sẽ suy nghĩ như sau nhé. Mai An Tiêm là tấm gương với đức tính tự trọng, kiên nhẫn, không khuất phục khó khăn, gian khổ. Mai An Tiêm là người con hiếu thảo. À, cô đã viết 2 câu nói lên suy nghĩ của cô về Mai An Tiêm. Cô đã sử dụng 2 dấu chấm và sau dấu chấm thì cô đã viết hoa chữ cái đầu tiên, giống như là chữ cái đầu dòng cô cũng viết hoa.
Mai An Tiêm là tên nhân vật, là tên trị người. Vì vậy các con phải biết hoa chữ cái đầu tiên. Đó là chữ M trong tiếng Mai, chữ A trong tiếng An và chữ T trong tiếng Tiêm nhé. Chúng ta chỉ biết 1 đến 2 câu thôi, nên các con sẽ rất dễ dàng hoàn thành xong câu số 5. Và đến đây thì buổi học của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô rất mong sẽ gặp lại các con ở những buổi tuần sau nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.